Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Sunhouse là thương hiệu gia dụng hàng đầu tại Việt Nam. Quạt điều hòa Sunhouse với những tính năng tốt và khả năng làm mát hiệu quả là sự lựa chọn sáng suốt của người tiêu dùng trong mùa hè này. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm về một sản phẩm quạt điều hòa Sunhouse với mã sản phẩm SHD7710. Quạt điều hòa Sunhouse SHD7710 có thiết kế gọn nhẹ, tinh tế với phần thân quạt được làm từ nhựa ABS siêu bền, bề mặt sáng bóng, hạn chế bám bụi, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được trang bị màn hình hiển thị đa thông tin như nhiệt độ, hẹn giờ và các chế độ hoạt động. Quạt với trọng lượng 10,5kg, không quá cồng kềnh, có thể thích hợp ở trong nhiều không gian như là phòng ngủ, phòng khách hay là phòng giải trí. Và đặc biệt là với phần bánh xe phía dưới chân sẽ giúp quý vị có thể dễ dàng hơn trong quá trình di chuyển sản phẩm. Quạt được đánh giá cao về tính cơ động nhờ có điều khiển từ xa. Bạn có thể dễ dàng khởi động, điều chỉnh các chế độ gió, làm mát, tạo ion âm của quạt điều khiển từ xa mà không cần nhất thiết phải chọn trực tiếp ở bảng điều khiển trên quạt. Có thể điều khiển từ xa, phạm vi hoạt động trong khoảng 10m. Bình chứa nước có dung tích 8 lít với thời gian sử dụng từ 8 đến 12 tiếng và phần phía trước của sản phẩm có vạch báo mực nước giúp cho bạn dễ dàng theo dõi và bổ sung nước kịp thời. Bình chứa nước của quạt điều hòa được thiết kế thông minh, đặc biệt chế độ báo động mực nước ở quạt điều hòa còn cho phép bạn biết được khi nào nước ở tình trạng thiếu, đảm bảo hoạt động bình thường và hiệu suất làm mát cao. Với thể tích bình chứa lên tới 8 lít, bạn cũng không cần thường xuyên bổ sung nước trong quá trình sử dụng thiết bị làm mát này. Tuy nhiên, bạn cần nhớ thường xuyên thay nước sạch và vệ sinh bình chứa để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, hạn chế sự phát triển và phân tán của các loại vi khuẩn gây bệnh. Sản phẩm hoạt động dựa trên nguyên lý bốc hơi nước tự nhiên. Luồng không khí nóng sau khi đi qua tấm làm mát sẽ cho ra luồng khí mát và do đó thì bạn sẽ không cần phải đóng kín cửa như là sử dụng điều hòa và căn phòng của bạn sẽ trở nên thoáng mát tự nhiên. Ngoài ra, sản phẩm còn tiết kiệm điện lên tới 10 lần so với máy điều hòa thông thường, giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi tiêu đáng kể cho gia đình mình. Quạt được trang bị chức năng chính là làm mát với 2 chế độ và 3 tốc độ khác nhau để bạn lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Làm mát bằng gió thông đường, làm lạnh bằng nước. Quạt điều hòa cũng có chức năng đảo chiều tự động nên bạn chỉ cần đặt quạt cố định ở một vị trí, chiếc quạt sẽ tự động đảo gió, làm mát khắp căn phòng. Nhờ đó, sử dụng quạt điều hòa sẽ giúp không khí thoáng đãng và xua tan được oi bức, nóng đực ngày hè. So với quạt điện hay quạt phun sương, khả năng giảm nhiệt độ của quạt điều hòa được đánh giá cao hơn, có khả năng làm mát nhanh, giảm tới 15 độ C trong điều kiện tiêu chuẩn. Độ ẩm từ 30 đến 40%, nhiệt độ trên 42 độ C giúp môi trường xung quanh thoáng đãng hơn. Và như Tú Anh đã chia sẻ ở phần đầu thì chiếc quạt điều hòa này hoạt động dựa trên nguyên lý bốc hơi nước tự nhiên, do vậy sẽ không thải ra các chất thải độc hại gây ảnh hưởng đến môi trường. Được tích hợp thêm tính năng hẹn giờ tiện lợi, tránh lãng phí điện năng và tính năng tạo ion âm để làm sạch không khí, quạt điều hòa Sunhouse SHD7710 không chỉ có tác dụng làm mát mà còn giúp cân bằng độ ẩm, giảm nguy cơ mắc các bệnh về da hay đường hô hấp. Và với những tính năng vô cùng hữu ích mà Tú Anh vừa chia sẻ thì chắc hẳn rằng quý vị đang vô cùng nóng lòng để sở hữu sản phẩm này phải không ạ? Và giá bán của chiếc quạt điều hòa SHD7710 tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart là 2.590.000 đồng cùng với 12 tháng bảo hành. Quý vị hãy nhanh chân đến với các siêu thị điện máy MediaMart gần nhất để có thể sở hữu được một sản phẩm công nghệ tuyệt vời như thế này nhé. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Xin chúc quý vị sẽ lựa chọn được những sản phẩm quạt điều hòa ưng ý nhất đến từ thương hiệu Sunhouse. Và nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc gì hoặc cần tư vấn thêm về sản phẩm, xin mời quý vị có thể truy cập trực tiếp vào website mediamart.vn, thế giới điện máy.com hoặc liên hệ tới số hotline 1900 6788. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!